coi cái mạch suy nghĩ của mình nha. Coi cái mạch suy nghĩ đó là Sam Anh làm giống vậy đó. Rồi bây giờ đầu tiên, trong đời nó kêu làm nhân viên hay sinh viên? Nhân viên đúng không? Tôi làm sinh viên cho các đại chứ. Rồi sinh viên có gì? Tên không? Tên. Rồi tuổi, điểm à? Thí dụ vậy đi, cái toán cái lý vậy đi ha. Rồi đúng không? Rồi với hàm tạo, hàm tạo không có đối số đi. Coi cái mạch suy nghĩ nha, nặng mà triển khai cái đó đó. Rồi tên bàn rộng, thôi khỏi viết gì hết, hàm tạo tôi đã để nguyên. Rồi với hàm tạo có đối số nè. Rồi không có đối số này sao? In tên, in tuổi, in toán, in lý. Rồi điết chấm tên bằng tên, điết chấm tuổi bằng tuổi, điết chấm địa toán bằng toán, điết chấm lý bằng lý. Ok được chưa? Rồi mình xong cái hàm tạo. Bây giờ mình mới nghĩ đến trường hợp nữa là sao? Ví dụ sinh viên này nè, nó vô một cái, nhiều khi sinh viên nó mới vô, nó làm gì có toán lý, làm gì nó có điểm, nó chỉ mới có tên tuổi thôi. Đâm ra mình lại viết thêm một cái hàm tạo nữa là nhận vô tên, tuổi thôi, còn toán lý không có. Điết chấm tên bằng tên, điết chấm tuổi. Rồi coi dưới kia nè, coi đi, trời ơi, tôi hỏi mấy ông quá, ráng lên giùm, tôi demo gần chết, mấy ông dừng nó gì hết trơn, mấy ông làm được, mấy ông gào lên. Điết chấm tên bằng tên, điết chấm tên bằng tuổi, rồi, giờ toán bằng, cái như nó chưa có điểm. Cái như nó chưa có điểm, hiểu không? Truyền vô chỉ truyền tên tuổi, dùng sinh viên mới vô, chỉ tên tuổi thôi. Rồi sau này người ta cập nhật tên tuổi, thì cập nhật điểm sao? Đúng không? Đâu có vấn đề gì. Rồi viết cái hàm xuất. Rồi cái hàm xuất này xuất ra luôn hoặc là return tùy quý vị thôi. Ở đây mình xuất ra luôn đi ha, xuất ra luôn cũng được, tùy cái nào quan trọng. Hay là trả về trên đi, trả về trên đi. Rồi cộng thêm cho cái xịn nờ cho nó đẹp, chịu chưa? Ok không? Chịu cái lớp sinh viên này chưa? Rồi bây giờ qua chương trình chính nè. Chương trình đánh nó thì ví dụ như mình xài bình thường thì dễ quá rồi. Sinh viên A bằng new sinh viên. Rồi bắt đầu mình bắt đầu mình truyền vô tèo gì đó, 5 tuổi rồi 3 điểm toán rồi 3 điểm lý ví dụ vậy đó. Rồi sau đó mình gọi hàm A chấm. Cái này là xuất thì nó không đúng lắm mà phải sửa là thông tin đi. Tại vì nó chưa có xuất mà mình trả ra ngoài mình nó xuất. Thông tin. Rồi cái ra đây cái mình làm gì? A chấm thông tin. Nó ra cái chuỗi cái mình chế tâm nhau chấm riêng. Phải không? Là xong bài toán mình đúng không? Trả rồi. Kịch. Tên tèo tuổi năm toán ba lý ba. Ok duyệt không? Rồi duyệt. Rồi bây giờ cái sinh viên này thường quá, bây giờ người ta kêu là gì? Tập hợp sinh viên. Đâm ra chỗ này mình làm gì? Array list. Sinh viên. Danh sách bằng new array list. Sinh viên. Ok không? Rồi bây giờ mình viết cái phần nhập đúng không? Nhập này phải nhập ha. Thôi nhập vô đi. Nhập thì bây giờ mình cái nhập này chính là quý vị chọn chức năng, quý vị nhớ không? Chứ mình có cái menu chọn số 1 làm gì, số 2 làm gì không? Chọn số 1 cái nó ép, chọn số 2 cái nó remove, là thêm sinh viên, xóa sinh viên á.
Rồi. Vậy giờ viết sao cho nó giống giống rồi sao mình cho nó vui. Rồi, coi nè. Viết sao ta? Tạo lại list trước đi. Rồi, lấy list để đó ha. Rồi, sau đó bắt đầu mình viết một cái viết cái menu giống như menu vậy đó. Tạo ra cái in it. Rồi, sau đó mình in it. Đó mình trong khi mình đâu đi. Rồi, quay. Cái này cái menu là hôm trước viết rồi đó nha. Tôi làm sơ thôi đó. Ít mà còn khác ba thì còn làm nè, nhớ không? Rồi đó làm sao? Trong đây mình can vô, nhớ không? Rồi net in. Rồi. Is bằng. Rồi, có phải là chỗ này nó lặp đi lặp lại không? À, muốn thì thêm câu quảng cáo nữa là cái gì? À, chọn chức năng gì đó ha. Rồi, chọn chức năng. Ok không? Có phải là nếu mà vậy nó chạy hoài đúng không? Xong, chọn chức năng 1. Cái nó kêu chọn chức năng 2. Cái chọn chức năng 1. Bây giờ chức năng 2, nó làm tới làm lui hoài, chừng nào khi mà 3 nó mới kết thúc. Ok ok không? Chịu không? Rồi. Vậy bây giờ chỗ này ha, mình xét thêm. Nếu x bằng 0 thì mình gọi cái hàm thêm sinh viên. Nếu x bằng 1 mình gọi hàm xóa sinh viên. Nếu if bằng 012 mình gọi hàm xuất danh sách. Ok không? Rồi sau đó mình viết ba hàm đây nè, đúng không quý vị? Các đại ca giống như xem anh một rồi đó. Thêm sinh viên. Rồi một hàng này voi luôn. Rồi. Rồi. Ồ cái này nó sao nó không hiểu à? Rồi, nhớ là trong đây nó phải gì, viết chung cái thằng men. Nói chung mà cái nào viết chung cho men phải có tà tiệp vô nè. Rồi, xong chưa? Chịu chưa? Được rồi đó. Ok, ok chưa? Đúng không? Segment 1 đến đây nè, nhớ không? Rồi, bây giờ nè, bây giờ bắt đầu nó ghép vô segment 2 đây. Ở trên đây là nó có cái gì rồi? Trên đây nó có cái danh sách sinh viên nè. Chịu chưa? Cái mỗi lần mình làm thêm một này nè, cái nó cho người ta nhập vô. Nó cho người ta nhập vô. Thì giờ mình nhập nè, mình làm nha, mình can đúng không? Canner có chưa? Thôi làm cái canner mới luôn cũng được. Rồi. Chin tên bằng s.net. Net gì? Net like phải không? Net like. Rồi in tuổi bằng s.net in. Rồi tên tuổi cái gì nữa, toán phải không? In toán bằng s.net in. Rồi in lý bằng s.net in. Rồi bây giờ quý vị đã có đầy đủ rồi đó, tên tuổi
toán lý là có thể tạo được một cái sinh viên rồi đúng không? Rồi, sinh viên A bằng nhiêu? Sinh viên điền dấu gì? Tên, tuổi, toán, lý. Xong chưa? Toán lý. Anh nhớ có quá không? Quá không? Đâu có đâu. Toán lý thôi ha, làm biến. Toán lý thì quá là cũng đứa. Rồi đúng không? Xong được một sinh viên rồi, bây giờ làm gì biết không? Lấy sinh viên nè, add vô trong array list. Phải không? Rồi. Ấy mình tên gì? Tên danh sách. Bởi vì chỗ này mình là danh sách chấm add. Nhưng mà phải để ý nè, danh sách chấm add chỗ này mình truy xuất không được. Tại sao vậy? Tại vì nếu mà mình nhìn cái lát, nếu mình nhìn cái này như là một cái lát à, thì cái này có phải biến cục bộ không? Nó giống thuộc tính rồi đó. Nó giống như một cái biến á, một cái biến nằm trong một cái hàm, thì chỉ có hàm đó truy xuất được thôi, không có hàm khác truy xuất được. Giống như vậy nè, giống như bây giờ mình qua sinh viên rồi nha. Giờ sinh viên nè, ở đây nè, tự nhiên mình tạo cái biến tên là cái gì? Tạo cái biến tên là ví dụ như là in ABC. Vậy bây giờ ABC này làm sao? Trong đây mới xài được, ngoài đây nó xài được không? Không. Vậy muốn nó xài được là phải đưa nó lên trên. Mà đưa nó lên trên là giống như thuộc tính vậy đó. Đưa nó lên trên này nè, đưa lên đây nè, thì thằng nào xài cũng được đúng không? Ok không? Vậy tương tự vậy bên dây, bên đây cũng vậy. Ở list này mình đưa vô đây nè là nó cục bộ, không được. Còn trên X đưa lên trên nè à. Về nè. Rồi đưa lên trên. Hiểu chưa? Đưa lên trên. Cái này nó có nó coi nó như thuộc tính, năm ra mấy cái phương thức ở dưới truy xuất được hết. Còn nếu mà đứng ở mức độ kia thì coi nó như là một cái biến toàn cục nằm ngoài mọi hàm. Hàm nào truy xuất cũng được hết. Còn biến ở trong cái hàm gọi là biến cục bộ, chỉ có hàm đó truy xuất được thôi. Rồi bây giờ có cái danh sách nằm trên à, cái main mình gọi thêm sinh viên. Bây giờ dưới này nè, mình nhập sinh viên vô. Rồi mình tạo được sinh viên rồi, thì tiếp theo mình sẽ danh sách chấm add à. Rồi xong. Non started. Trời ơi mệt quá đi thôi. Danh sách à. Bắt mệt. Rồi. Đó được rồi đó. Hiểu chưa? Rồi giờ chạy chương trình nha, nhìn chạy chương trình nè. Chọn chức năng 1. Rồi nhập. Chọn chức năng 1. Rồi nghe kỹ chỗ này nè. Chọn chức năng 1 cái nó. Ủa quên chọn xóa rồi quả gì mà còn thêm mới đúng chứ. Bậy. Bao lại. Bao lại đâu rồi, cái nút bao đâu rồi? Yes. Rồi, trả lời. Chọn chức năng 1 là thêm á. Nè nó cho mình nè. Rồi ok, rồi không. Rồi, Tèo 5 tuổi. Toán 3, Lý 3. Rồi, chọn chức năng. Không tiếp. Có bạn nó cho nhập tiếp không? Tí 2 tuổi. 5 điểm. 5 điểm. Xong rồi chọn chức năng tiếp. Học lý chưa? Vậy là mình cứ làm mình edit vô được một đùi sinh viên trong rồi đó. Đúng chưa? Xong rồi bây giờ xuất sinh viên ra. Nè xuất sinh viên ra. Sinh viên là chơi trò gì? Dòng là for, duyệt. For in y bằng 0. Y nhỏ hơn cái danh sách chấm size. Y cộng cộng. Rồi danh sách lấy ra làm gì? Chấm. Cái gì? Get. Get thứ gì? Y là đã, cái này là sinh viên rồi đúng không? Nhưng mà trong cái sinh viên đó mình có cái hàm gì? Hàm thông tin nãy đúng không? Hàm thông tin trả về cái gì? Trả về cái chuỗi. Đâm ra chỗ này mình chăm nè, thứ y nè là ra được sinh viên rồi đó. Cái này ra được sinh viên nè. Rồi trong cái sinh viên này mình chấm thông tin, mình ra được cái chuỗi. Có cái chuỗi rồi mình chơi system chấm out chấm rin. Quất cái chuỗi đó ra. Rồi coi nó có xuống hàng vậy, coi chừng rồi nó chạy được. À nó có xuống hàng nè. Rồi giờ chạy lại nha quý vị. Nhìn cho kỹ, coi cho rõ. Chức năng không.
Tèo 5 tuổi, 5 điểm, 5 điểm luôn cho lẹ đi. Không. Tí 2 tuổi, Toán 5, Lý 3. Rồi Tin. Trời ơi, chọn chức năng mà tôi đánh chữ Tin cho nó vô duyên không, xin lỗi, trở lại. Không. Tèo 5 tuổi, 3 điểm, 3 điểm. Không. Tí 5 tuổi, 5 điểm, 5 điểm. Rồi không. Tin. 3 tuổi, 3 điểm, 3 điểm. Rồi chọn chức năng này nha, giờ chú mấy? Số 3 là thoát, còn số mấy là nó xuất danh sách. Xuất danh sách là số 2. Rồi chọn số 2 nè. Kích ra nồi. Động vừa. Học đây rồi chưa? Rồi. Xong được hai chức năng của segment 2 rồi đó. Xong chưa? Rồi, đến gì nữa? Xong chưa? Xong chưa? Rồi xong hết trơn rồi đó. Giờ bắt đầu thích cái hàm nào mà dặm hàm đó vô xử thôi. Phải chưa? Để coi segment 1 là coi nó phải giống vậy không? Đúng là giống vậy á. Tất nhiên lúc quý vị xuất thì quý vị thêm mấy cái quảng cáo ở đây này chỗ này, vui lòng nhập tên gì chỗ này, vui lòng nhập tuổi gì vô cho đẹp, màu mè lên, màu menu dễ khung dễ sọc gì cho nó màu mè vô, hiểu chưa? Rồi ở đây mình làm thêm một cái nữa nè nha quý vị ơi, ở đây nó có thêm một cái nữa là nó phiền phiền là ở chỗ này nè. Cách thứ hai là collection.sort, sắp xếp một cái danh sách. Nhưng nó khổ ở chỗ vậy nè, nó khổ ở chỗ là cái danh sách của mình bây giờ là sinh viên. Sinh viên bây giờ nó có tên, nó có tuổi, nó có toán, nó có lý. Bây giờ sắp xếp theo cái gì? Sắp xếp theo tên thì nó sắp xếp alphabet. Sắp xếp theo tuổi thì nó sắp xếp theo mỗi 4 năm, đúng không? Sắp xếp điểm nó cũng mỗi 4 năm. Nhưng mà lúc mình sắp xếp mình phải cho nó sắp xếp theo cái gì? Ok, chịu không? Đâm ra bây giờ mình phải viết. Rồi đến đây chịu chưa? Rồi chịu. Rồi cách thứ hai là xài collection.sort array list và đưa vô một cái đối tượng nữa tên là comparator, bổ sung tiêu chí so sánh cho các phần tử. Cách này thường áp dụng cho các lớp có người dùng, do người dùng tự định nghĩa, ví dụ nhân viên, sinh viên này nọ. Rồi thì bây giờ trong cái array list này nè, mình sẽ override lên thêm một cái đối tượng tên là comparator. Rồi tiêu chí so sánh được chỉ ra để thực hiện việc sắp xếp. Trong bài này tiêu chí so sánh là sánh hai sinh viên, so sánh theo điểm. Rồi từ từ nha, cứ bình tĩnh, chỗ này nó hơi rối chút xíu. Rồi bây giờ mình làm thêm một cái chức năng nữa nha, nhìn cho kỹ coi cho rõ, thôi họ điên. Vậy giờ 3 rồi. Rồi lên 4 rồi nha. Xuất là chức năng. Cứ 3 là xuất. Rồi nếu x bằng 4, 2 là này. Rồi từ từ bình tĩnh. Rồi còn này là cái gì? 3. Rồi xuất sắp xếp theo tên theo gì đó tùy quý vị. Rồi viết xuất sắp xếp. Cái gì vậy trời? À được chưa? Họ ngắt cái video này chứ mà nó nhiều quá nha. Bài này đặt tên gì giờ ta? Bây giờ assignment với sao qua này? Sợ gì giờ? Thôi lại lên phạt được rồi. Dạ hết rồi, ổng mới ổng đọc. Rồi mấy ổng nó mệt, mấy ổng nó. Rồi bằng 1 rồi.